Một báo cáo vừa công bố tuần này của Global Data, một trong những công ty hàng đầu thế giới về phân tích dữ liệu dự toán, Việt Nam trong những năm tới sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên theo cấp số nhân để bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia trong khu vực Biển Đông và đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân. Báo cáo có tên Thị trường quốc phòng Việt Nam, mức độ hấp dẫn, cảnh quan cạnh tranh và dự báo đến năm 2027 của Global Data dự đoán mức độ chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ở mức cao đến 8,5% trong giai đoạn 2023 đến 2027 lên 8,5 tỷ đô la vào năm 2027. Theo Global Data, với mối quan tâm trong việc mua sắm máy bay tàng hình thế hệ thứ 5, tức là Su-57 của Nga, có lẽ sẽ khiến Việt Nam trở thành khách hàng đầu tiên mua loại máy bay này. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có kế hoạch mua máy bay huấn luyện Yak-130, dự kiến sẽ mở đường cho việc mua các loại máy bay phản lực tiên tiến của Nga như Su-30S. Việc mua sắm vũ khí thiết bị của Việt Nam, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao tại Singapore, sẽ bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố. Thứ nhất, đối tượng chính phủ mà Việt Nam đầu tư trong việc hiện đại hóa là hải quân và không quân, với tốc độ trang bị nhanh và liên tục. Thứ hai, việc mua sắm vũ khí thiết bị sẽ tập trung vào những vũ khí quan trọng liên quan đến hệ thống săn ngầm, tức là chống tàu ngầm, máy bay, thiết bị cảnh báo sớm trên không, hệ thống tác chiến điện tử, thu thập thông tin tình báo tín hiệu, hệ thống tác chiến không gian mạng. Tuy nhiên, theo lời nhà nghiên cứu này, thì Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước để đạt được một mức tự chủ nhất định, chứ không thể đi mua sắm mãi được. Việt Nam được nhắc tới cùng một số nước khác như là các đối tác dẫn đầu trong khu vực mà Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố. Chính quyền Tổng thống Biden công bố chiến lược được mong đợi từ lâu hôm 11 tháng 2, một kế hoạch dựa nhiều vào liên minh, răn đe quân sự và sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Đông Nam Á, được xem là để chống lại sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực và toàn cầu. Dù các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng Trung Quốc không phải là trọng tâm duy nhất trong các sáng kiến khu vực của Hoa Kỳ, nhưng nhiều điều khoản của chiến lược, bao gồm tăng cường liên minh và hiện diện quốc phòng, cũng như mở rộng các mối liên kết thương mại, kinh tế và cơ sở hạ tầng khu vực mạnh mẽ hơn, dường như nhằm chống lại ảnh hưởng kinh tế, sức mạnh quân sự và sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, theo nhận định của truyền thông quốc tế. Trong điều khoản kết nối của chiến lược, chính quyền Biden nói, "Chúng tôi sẽ xây dựng năng lực tập thể cả trong và ngoài khu vực, thông qua việc tăng cường quan hệ với các đối tác hàng đầu trong khu vực, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Việt Nam và các quốc đảo ở Thái Bình Dương." Việt Nam cùng với Singapore và New Zealand cũng đã được nhắc tới trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia mà Nhà Trắng công bố hồi đầu tháng 3 năm ngoái, không lâu sau khi ông Biden lên nhậm chức Tổng thống. Trong tài liệu này, chính quyền Biden nhắc đến Việt Nam như là một đối tác được Washington nhắc tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Các nhà quan sát cho rằng Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ dưới chính quyền Biden, bên cạnh các đồng minh truyền thống của Washington. Nhà chức trách Nhật Bản xác định rằng nghi phạm tung ra lời đe dọa bắn hạ một máy bay dân dụng của Việt Nam cách đây hơn một tháng là một công dân Nhật, báo Giao thông và một số báo khác của Việt Nam đưa tin hôm 14 tháng 2. Các báo trong đó có Giao thông, Thanh niên, Tuổi trẻ dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Nhật nhưng không nêu tên cụ thể của cơ quan đó, cho hay nghi phạm là một người đàn ông Nhật và người này đã hành động một mình, không có đồng phạm. Như VOA đã đưa tin, hồi sáng hôm 5 tháng 1, một người có giọng nam giới tự xưng là người Mỹ gọi điện đến chi nhánh của Vietnam Airlines ở Nhật dọa bắn hạ một máy bay của hãng này, khi đó đang chở 62 người, kể cả phi hành đoàn, trên đường từ sân bay Narita, Tokyo tới Nội Bài, Hà Nội. Máy bay của Vietnam Airlines đã chuyển hướng và hạ cánh ở sân bay Fukuoka, cách Narita xấp xỉ 2 giờ bay về phía Tây. Vào chiều cùng ngày 5 tháng 1, máy bay tiếp tục bay về Việt Nam sau khi nhà chức trách Nhật Bản xác định rằng chuyến bay đảm bảo an toàn. Tin tức trên truyền thông Việt Nam hôm 14 tháng 2 trích dẫn nhà chức trách Nhật Bản nhưng không rõ đó là cơ quan cụ thể nào, cho biết rằng nghi phạm trong vụ việc đã bị thẩm vấn và người này có biểu hiện thần kinh không bình thường.
Thông tin từ phía Việt Nam cho thấy, đơn vị phòng chống khủng bố thuộc Cục An ninh Nội địa Bộ Công an cũng đã tiến hành điều tra về vụ việc ngay từ ngày 5 tháng 1, nhưng đến nay chưa thấy đơn vị này công bố thông tin gì. Số ca nhiễm COVID-19 mới của Việt Nam trong vòng 24 giờ tính đến 4 giờ chiều ngày 14 tháng 2 lên đến mức kỷ lục là hơn 29.400 người, trong đó chỉ có 10 ca là người nhập cảnh theo bản tin của Bộ Y tế Việt Nam. Hà Nội có thêm nhiều người nhiễm nhất với hơn 3.500 ca, bên cạnh đó là một loạt các tỉnh thành phố miền Bắc gồm Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Ninh, với số ca trong khoảng từ 1.000 đến 2.000, tùy từng tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh từng là tâm dịch hồi cuối mùa hè năm ngoái, thì giờ đây chỉ ghi nhận chưa đến 300 ca nhiễm mỗi ngày. Mặc dù vậy, tính từ khi đại dịch thực sự bùng phát ở Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2021 cho đến nay, số ca tích lũy của thành phố Hồ Chí Minh vẫn là cao nhất, hơn 516.000 ca, trong khi đó số ca của Hà Nội là hơn 172.000 ca. Trên toàn Việt Nam, từ đầu đại dịch đến nay đã có tổng cộng 2,54 triệu ca nhiễm, đứng thứ 34 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong 5 ngày trước, số ca nhiễm hàng ngày của Việt Nam cũng liên tục lập các kỷ lục với các mốc gần 24.000 ca hôm 9 tháng 2, hơn 26 và hơn 27.000 ca lần lượt vào các ngày từ 10 đến 12 tháng 2. Mặc dù số ca nhiễm hiện nay đạt mức cao chưa từng có, song số ca tử vong vì COVID-19 của Việt Nam chỉ là 91 người hôm 14 tháng 2 và mức trung bình trong một tuần trở lại đây là 88 ca tử vong một ngày, thấp hơn rất nhiều so với con số khoảng 400 người chết mỗi ngày vào đỉnh dịch hồi cuối mùa hè năm ngoái. Tổng số ca tử vong do đại dịch ở Việt Nam tính đến nay là 39.037 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% trên tổng số ca nhiễm.